Xin chào tất cả các em học sinh, rất vui được gặp lại các em trong chương trình học qua truyền hình ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, thầy cùng các em sẽ ôn tập chương 3, chương điện xoáy chiều. Đây là chương quan trọng nhất và đồng thời nó có số câu nhiều nhất trong đề tốt nghiệp trung học phổ thông các năm trước. Và trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ ôn hai nội dung đầu tiên của chương 3 này, đó là đại cương dòng điện xoáy chiều và các mạch điện xoáy chiều. Đầu tiên là về đại cương dòng điện xoáy chiều. Chúng ta sẽ cùng nhắc lại như thế nào gọi là dòng điện xoáy chiều. Là dòng điện mà cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hoặc cosin. Và biểu thức của nó là Y sẽ bằng Y0 cos omega t cộng phi. Trong đó, giá trị Y nhỏ này là giá trị tức thời của cường độ dòng điện. Y0 là giá trị biến độ hay là giá trị cực đại của cường độ dòng điện, phi là phá ban đầu. Thứ hai, nguyên tắc tạo ra dòng điện xoáy chiều là như thế nào? Thì cách đơn giản nhất để chúng ta có thể tạo ra được một cái dòng điện xoáy chiều đó là cho một khung dây quay trong từ trường. Thì khi khung dây quay trong từ trường thì từ thông qua khung dây sẽ biến thiên và trong khung dây sẽ xuất hiện suất điện động cảm ứng. Như vậy ta có nguyên tắc của tạo ra dòng điện xoáy chiều là dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Biểu thức từ thông qua khung dây là phi sẽ bằng nbs cos omega t cộng phi. Và ta đặt phi không là bằng nbs thì ta có rằng phi là sẽ bằng phi không cos của omega t cộng phi và đơn vị ở đây là vb. N là số vòng dây, b là độ lớn cảm ứng từ, đơn vị sẽ là tesla. S là diện tích của khung dây, đơn vị là mét vuông hay là mét bình. Và phi là góc hợp bởi vector b và vector phạm tuyến của mặt phẳng khung dây tại thời điểm t bằng 0. Như vậy, đây là biểu thức của từ thông qua khung dây. Và ta thấy được rằng vì khung dây quay nên giá trị của hàm cột lúc này biến thiên, thì từ thông qua khung dây biến thiên, trong khung dây sẽ xuất hiện suất điện động cảm ứng. Và có biểu thức là EC sẽ bằng trừ delta phi chia delta t. Và nếu là giá trị tức thời thì nó là bằng trừ phi đạo hàm. Và ta tiến hành đạo hàm của biểu thức từ thông phi, ta được biểu thức là NBS omega sin của omega t cộng phi. Và bây giờ ta sẽ đặt E0 là bằng NBS omega. Và từ hàm sin ta chuyển về hàm cos bằng cách là ta trừ pi trên 2. Như vậy ta có biểu thức của suất điện động cảm ứng là E sẽ bằng E0 cos omega t cộng phi và trừ cho pi trên 2. Và ở đây ta có những cái lưu ý. Thứ nhất, phi 0 là bằng NBS và E0 là bằng NBS omega. Như vậy liên hệ giữa E0 và phi 0 là E0 bằng phi 0 nhân omega. Thứ hai là ta nhìn vào biểu thức của suất điện động cảm ứng là phá của nó là omega t cộng phi và trừ cho pi trên 2. Như vậy ở đây suất điện động E trễ phá pi trên 2 so với từ thông phi. Và chính vì là trễ phá thì ta thấy rằng nó sẽ tương đương giống như ở phân giáo đồng điều hòa của ta là vận tốc và lý độ ích. Thì ở đây E là bằng trừ phi đạo hàm thì nó có cái sự tương đương. Chính vì điều này mà từ việc chứng minh cả công thức giáo đồng điều hòa, ta hoàn toàn có thể dùng công thức tương tự cho hai đại lượng là E và phi. Ở bên kia ta có V trên V mạng tất cả bình cộng X trên A tất cả bình bằng 1. Thì bên này ta sẽ suy ra được rằng E trên E0 tức là E cực đại tất cả bình cộng phi trên phi 0 tức là phi cực đại tất cả bình bằng 1. Ở bên kia ta sẽ có A là bằng căn bậc 2 của x bình cộng V bình chia omega bình hay là cộng V chia omega tất cả bình. Thì bên này ta sẽ có cái sự tương đương là phi 0 sẽ bằng phi căn bậc 2 của phi bình cộng E chia omega tất cả bình. Như vậy để nhớ cả cái công thức này thì thực chất các em có thể suy ra từ cái việc là học cả cái công thức của giáo đồng điều hòa. Và phần thứ 3 là về giá trị hiệu dụng. Định nghĩa của giá trị hiệu dụng
đó là một cái cường độ hiệu dụng của dòng điện xoáy chiều là đại lượng có giá trị bằng cường độ của một dòng điện không đổi. Sao cho khi đi qua cùng một điện R R thì công suất tiêu thụ trong R bởi hai dòng điện là như nhau. Và từ đó ta có được công thức là Y hiệu dụng, ta ký hiệu là Y hoa, nó sẽ bằng Y không mà chia cho căn 2. Và ta tổng quát lên là giá trị hiệu dụng thì sẽ bằng giá trị cực đại mà chia cho căn 2. Và ngoài cái cường độ dòng điện ra thì cả cái đại lượng khác như điện áp hay là suất điện đồng ta cũng dùng giá trị hiệu dụng. Và đồng thời là các số liệu ghi trên các thiết bị điện và số chỉ của các thiết bị đó điện xoáy chiều đều là giá trị hiệu dụng. Thay lại ví dụ các em dùng vốn kế, các em đo một cái hiệu điện thế của một đoàn mạch xoáy chiều thì giá trị của vốn kế lúc này là giá trị hiệu dụng của điện áp đó. Như vậy là số chỉ của các thiết bị đo điện xoáy chiều là giá trị hiệu dụng. Các em lưu ý ở phần này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một số bài tập để củng cố nội dung thứ nhất là đại cương về dòng điện xoáy chiều. Câu 1. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoáy chiều là dựa vào hiện tượng A. Phản xạ nhiệt electron, B. Quang điện ngoài, C. Cảm ứng điện từ và D. Quang điện trong. Như vậy là vừa rồi là thầy đã nhắc lại cái nguyên tắc tạo ra dòng điện xoáy chiều là dựa trên cái hiện tượng cảm ứng điện từ. Vậy thì đối với câu này các em sẽ chọn ngay được đáp án sẽ là câu C. Câu số 2. Dùng một ampere kệ nhiệt để đo cường độ dòng điện trong một mạch điện xoáy chiều. Số chỉ của ampere kệ cho biết cường độ dòng điện A. Tức thời trong mạch, B. Cực đại trong mạch, C. Trung bình trong mạch và D. Hiệu dụng trong mạch. Thì ở cái phần cuối ôn tập lý thuyết vừa rồi thầy có lưu ý cho các em á, là số chỉ của các thiết bị đo điện sẽ là giá trị hiệu dụng. Chính vì vậy ở đây số chỉ của ampere kệ thì sẽ cho ta biết được là cường độ dòng điện hiệu dụng đang chạy trong mạch. Như vậy đối với câu 2 này thì chúng ta có thể dùng là chúng ta chọn đáp án là câu D. Câu số 3. Đặt điện áp U bằng 220 căn 2 cột 100 pV thì cái điện áp này có giá trị hiệu dụng bằng câu A 110 căn 2 V, câu B 220 V, câu C 100 pV và câu D là 220 căn 2 V. Thì đối với câu này đấy là một cái câu rất cơ bản và các em chú ý ta định nghĩa giá trị hiệu dụng là sẽ bằng giá trị cực đại chia căn 2. Thì trong một cái hàm số như thế này, giá trị cực đại đó là cái giá trị đằng trước của hàm cốt. Như vậy ở đây U cực đại của ta 220 căn 2 V. Và như vậy U hiệu dụng sẽ bằng U không, tức là giá trị cực đại chia cho căn 2. Và ta được 220 căn 2 mà chia cho căn 2 thì sẽ bằng 220 V. Và như vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu B. Câu số 4. Từ thông qua một khung giấy dẫn là phi bằng phi không cột của omega t trừ phi, đơn vị sẽ là Weber. Biểu thức suất điện đồng xuất hiện trong khung giấy dẫn này là E sẽ bằng E không cột omega t. Giá trị của phi là câu A pi trên 2 radian, câu B trừ pi trên 2 radian, câu C trừ pi radian và câu D pi radian. Thì đối với cái câu này các em cần lưu ý ở cái phần nhận xét của thầy, đó là suất điện đồng cảm ứng trong khung dây sẽ trễ phá pi trên 2 so với từ thông phi. Như vậy nếu các em lấy phá của phi, các em trừ cho phá của E thì sẽ bằng pi trên 2, vì phi là sẽ sớm phá hơn E, một góc là pi trên 2. Như vậy các em lấy phá của phi, trong biểu thức của ta là trừ phi, các em trừ cho phá của E là 0 thì sẽ phải bằng pi trên 2. Và như vậy ta thấy được rằng trừ phi mà trừ cho 0 bằng pi trên 2 thì ta chỉ cần chuyển về ta sẽ ra được là phi bằng trừ pi trên 2 radian.
Và như vậy đáp án của câu này sẽ là câu B. Thì qua việc giải câu này á, là các em cần lưu ý cho thầy là khi mà đề cho biểu thức thì các em phải để ý ở bên trong biểu thức, không được làm theo quán tính. Ví dụ, ngay từ phần giả thiết của ta hay là phần viết biểu thức minh họa của ta thì sẽ là phi sẽ bằng phi không cột của omega t cộng phi. Nhưng mà trong đề này ở đằng sau lại là trừ phi, thì các em cần phải lưu ý điều này khi mà chúng ta làm cái câu trắc nghiệm. Câu số 5. Đặt điện áp ở hai đầu một đoạn mạch có biểu thức là U sẽ bằng 220 căn 2 cột 100 pi t trừ pi trên 4. Đơn vị tính là vôn, t tính bằng giây. Giá trị của U ở thời điểm t bằng 5 mili giây là câu A 110 căn 2 vôn, câu B âm 220 vôn, câu C 220 vôn và câu D 220 căn 2 vôn. Như vậy đối với bài toán này là người ta cho mình biểu thức của điện áp tính giá trị U nhỏ này, tức là giá trị điện áp tức thời ở thời điểm t bằng 5 mili giây. Như vậy đối với bài toán này thì các em chỉ cần thấy giá trị t và biểu thức và bấm máy tính thì ta sẽ chọn được đáp án. Tuy nhiên thầy có một cái lưu ý nhỏ là đề lại cho là t bằng 5 mili giây thì các em phải đổi về giây, đó là bằng 5 nhân 10 mũ trừ 3 giây. Và các em thấy giá trị này vào biểu thức của U thì bấm máy tính ta sẽ ra ngay được là bằng 220 V. Và lưu ý các em là khi mà bấm biểu thức này thì máy tính của các em phải để ở chế độ radian, không để ở chế độ đồ. Nếu như mà để ở chế độ đồ thì sẽ chọn sai đáp án. Và đáp án của chúng ta sẽ là câu C, 220 V. Câu số 6 là một bài toán liên quan tới việc biểu thức. Một khung giấy dựng hình chữ nhật có 100 vòng giấy, diện tích mỗi vòng là 600 cm². Quay điều quanh trục đối xứng của khung và vuông góc với các đường cảm ứng từ. Tốc độ quay là 1200 vòng trên phút. Trong một từ trường điều có độ lớn cảm ứng từ là 0,2 tesla. Chọn góc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung giấy cùng hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức xuất điện đồng cảm ứng trong khung giấy là câu A 48 pi cột 40 pi t trừ pi trên 2, câu B 60 pi cột của 40 pi t trừ pi trên 2, câu C 48 pi cột của 40 pi t cộng pi trên 2, và câu D 60 pi cột của 40 pi t cộng cho pi trên 2. Thì để mà giải quyết bài toán này thì chúng ta tóm tắt đề như sau. Đề cho chúng ta những điều kiện sau đây. Thứ nhất là n bằng 100 vòng, tức là ta có số vòng. Thứ hai là diện tích 600 cm². Như vậy đấy là cm², các em phải đổi về mét vuông bằng cách là nhân vào 10 mũ trừ 4. Tốc độ quay là 1200 vòng trên phút. Thì thầy suy ra rằng tần số F là 20 Hz. Bằng cách nào? Đó là 1200 vòng trên 1 phút thì 1 phút lại bằng 60 giây. Vậy các em sẽ lấy 1200 vòng này các em chia 60 thì sẽ ra là 20 vòng trên giây. Thì tần số F của ta là bằng 20 Hz. Độ lớn cảm ứng từ B là 0,2 tesla. Và tại thời điểm t bằng 0 thì vector B cùng hướng với vector n. Mà vector B cùng hướng với vector n thì như vậy là hai vector này sẽ hợp nhau là 0 độ. Cái điều này rất quan trọng. Vì nếu cả em xác định sai cái góc B và n này thì dẫn đến cái phá ban đầu là sẽ bị sai. Nên khi đọc đề cả em cần xác định chính xác góc hợp bởi B và n. Đề có thể bày chúng ta bằng cách là cho góc hợp bởi B và mặt phẳng khung giấy thì chúng ta phải lấy 90 độ để trừ mới ra được góc hợp bởi B và N. Các em lưu ý vấn đề này. Và từ đó yêu cầu việc biểu thức của E. Thì để việc biểu thức của E ta nắm, E là sẽ bằng E0 cột của omega t cộng phi và trừ cho pi trên 2. Vậy thì bây giờ để xác định biểu thức của E ta sẽ đi xác định omega bằng 2 pi F
tức là bằng 40 pi radian trên giây. E0 thì theo công thức cơ bản NBS nhân cho omega. Và các em chỉ cần thấy N, thấy B, thấy S và omega vừa tính vào thì ta sẽ ra được là E0 bằng 48 pi vôn. Tại thời điểm T bằng 0 thì góc hợp bởi B và N là bằng 0 thì suy ra giá trị phí trong biểu thức là sẽ bằng 0. Và thấy ba đại lượng này vào biểu thức thì ta sẽ được là E bằng 48 pi cột của 40 pi T và trừ cho pi trên 2. Đơn vị tính ở đây sẽ là vôn. Như vậy, trong bốn đáp án A, B, C, D thì rõ ràng chúng ta sẽ chọn đáp án là câu A, là câu số 6. Và câu tiếp theo. Một khung dây dẫn phẳng hình tròn quấy đều xung quanh một trục đối xứng delta nằm trong mặt phẳng khung dây. Trong một từ trường đều có vector cảm ứng từ vuông góc với trục delta. Tại thời điểm T, từ thông qua khung dây và xuất điện đồng cảm ứng trong khung có độ lớn tương ứng là 11 căn 6 chia 36 pi VB, 110 căn 2 V. Và từ thông cực đại qua khung dây là bằng 11 căn 6 chia 18 pi VB. Tần số xuất điện đồng xuất hiện trong khung dây là A 60 Hz, B 50 Hz, C 80 Hz, D 40 Hz. Đối với bài toán này, khi các em đọc đề xong thì các em sẽ thấy như thế này. Đó là người ta cho giá trị từ thông và xuất điện đồng tại thời điểm T, tức là cho ta giá trị về tức thời. Mà đối với kiểu bài toán về giá trị tức thời thì chúng ta phải liên tưởng ngay đến công thức độc lập. Như vậy, đối với câu số 7 này thì ưu tiên đầu tiên khi chúng ta giải là sẽ chọn công thức độc lập. Và chúng ta có tại thời điểm T là người ta cho phi và E, cho phi không, từ đây tính F. Như vậy đối với bài toán này, như thầy đã phân tích là chúng ta sẽ sử dụng công thức độc lập là phi chia phi không tất cả bình cộng E chia E không tất cả bình bằng 1. Và bây giờ các em chỉ cần thấy giá trị của phi này vào biểu thức ở đây, thấy E vào ở đây và phi không vào ở trong này, và phương trình này còn lại duy nhất là một ẩn E0, thì các em có thể sử dụng máy tính cầm tay để suy ra ngay E0 là bằng 220 căn 2 chia căn 3 V. Như vậy là chúng ta có được E0. Bây giờ có E0, có phí 0, làm thế nào để tính ra tần số F? Thì các em nhớ lại cái liên hệ phí 0 là NBS mà E0 là NBS omega. Như vậy E0 là bằng phi không nhân omega, nhưng mà omega thì lại bằng 2 phi F. Vậy các em có E0, các em có phi không, thì hoàn toàn các em suy ra được tần số F là bằng 60 Hz. Như vậy đấy là cách để chúng ta giải cái câu số 7, là nếu có giá trị tức thời thì chúng ta ưu tiên trong việc chọn công thức độc lập. Và như vậy đáp án của câu này sẽ là 60 Hz. Và trong cái phần tiếp theo của bài học là chúng ta sẽ ôn tập cái nội dung thứ hai của ngày hôm nay là các mạch điện xoáy chiều. Thì đối với các mạch điện xoáy chiều thì thầy chỉ cần tóm tắt nội dung bài học này trong một cái bảng số liệu như sau, và các em cùng quan sát trên màn hình. Đối với các mạch điện xoáy chiều, chúng ta có 3 loại mạch điện. Loại mạch điện đầu tiên là loại mạch điện xoáy chiều chỉ chứa điện trở R. Loại mạch điện thứ hai là tụ điện, và loại mạch điện thứ ba là chỉ chứa cuồng cảm thuần có độ tự cảm là L. Đầu tiên là về biểu thức. Nếu cường độ dòng điện chạy qua điện trở R có biểu thức là I bằng I0 cột omega T, thì ta chứng minh được biểu thức điện áp hai đầu điện trở R sẽ là UR bằng U0R cột của omega T. Tương tự như vậy, đối với tụ điện, nếu dòng điện chạy qua tụ có biểu thức là I bằng I0 cột omega T, thì điện áp hai đầu tụ là UC sẽ bằng U0C cột của omega T trừ cho pi trên 2. Và với cuồng cảm L
Y bằng Y không cột omega T thì UL sẽ bằng U không L cột của omega T cộng pi trên 2. Và bây giờ nhìn vào cả cái biểu thức này thì chúng ta hoàn toàn có thể so sánh về độ lệch pha. Đó là UR và Y là cùng pha nhau, hay là UR cùng pha với cường độ dòng điện Y. Cả em nhìn vào biểu thức của UC thì ta thấy rằng pha UC là trừ pi trên 2. Như vậy nó chậm hơn hay là trễ hơn Y, một góc là pi trên 2. Như vậy UC trễ pha pi trên 2 so với Y. Và UL là pha của nó là omega T cộng pi trên 2. Như vậy là nó sẽ sớm pha hơn cường độ dòng điện Y, một góc là pi trên 2. Thì để dễ nhớ là các em có thể hình dung là UC là U chúc xuống, còn UL sẽ là U lên. Như vậy UL là U lên thì sẽ sớm pha pi trên 2 so với Y, và UC là U chúc xuống thì sẽ trễ pha pi trên 2 so với Y. Và định luật ôm là Y hiệu dụng sẽ bằng UR hiệu dụng chia R. Như vậy cái này thì giống ở lý dòng điện không đổi, tức là lý 11 của ta. Y không là bằng U không R chia R. Y hiệu dụng trong mạch thì sẽ bằng UC hiệu dụng chia cho ZC. Y không tức là Y cực đại thì bằng U cực đại chia cho ZC. Và tương tự, Y hiệu dụng sẽ bằng UL hiệu dụng chia ZL. U cực đại thì sẽ bằng U không L mà chia cho ZL. Như vậy chú ý là Y hiệu dụng thì ta dùng U hiệu dụng, mà Y cực đại thì ta dùng U cực đại, cho các em không nhầm ở cả cái giá trị này. Trong đó các cái biểu thức ở bên trên thì các em thấy xuất hiện ba đại lượng là R, ZC và ZL. Thì ba cái đại lượng này đều đặc trưng cho một cái tác dụng là cản trở dòng điện. Thì ta lưu ý về trở kháng, điện trở R sẽ được tính bằng công thức rho L chia S, trong đó rho là điện trở xuất, L là chiều dài của điện trở và S là tiết diện của điện trở đó. ZC bằng 1 trên omega C hay là bằng 1 trên 2 pi FC, gọi là dung kháng của tụ điện. ZL là bằng omega L hay bằng 2 pi FL, cả này gọi là cảm kháng của cuồng cảm. Và nhìn vào trong biểu thức này thì các em sẽ thấy được rằng ZC nó sẽ tỷ lệ nghịch với tần số của dòng điện, và ZL thì tỷ lệ thuận với tần số của dòng điện. Như vậy mà khi các em tăng cái tần số của dòng điện xoáy chiều lên thì giá trị ZC sẽ giảm, còn giá trị ZL là sẽ tăng. Như vậy nếu các em mà tăng tần số thì ZL tăng và ZC giảm, hay là ngược lại, nếu các em giảm tần số thì ZC sẽ tăng và ZL là sẽ giảm. Và về quan hệ tức thời thì đối với điện trở R là vì Y và UR là cùng pha nhau thì ta có mối quan hệ là Y tức thời là bằng UR tức thời chia R. Còn đối với tụ điện và cuồng cảm thuần thì ta thấy UC và Y hay là UL và Y thì đều vuông pha nhau, mà vuông pha nhau thì sẽ phải thỏa mãn công thức độc lập. Như vậy ta có UC chia U không C tất cả bình cộng Y chia Y không tất cả bình bằng 1, và tương tự như vậy cho cuồng cảm thuần L. Như vậy các đại lượng vuông pha là sẽ tuân theo công thức độc lập. Và cuối cùng ta có giả đồ vector. Nếu ta chọn trục Y làm chuẩn thì bây giờ là UR nó sẽ cùng pha so với Y. Nếu ta chọn trục Y làm chuẩn thì bây giờ UC là nó trễ pha pi trên 2 so với Y. Như vậy là UC sẽ hướng xuống dưới. Và nếu chọn trục Y làm chuẩn thì UL sẽ hướng lên trên và hợp với Y một góc là pi trên 2, hay là UL sớm pha hơn Y một góc là pi trên 2. Như vậy với bảng số liệu trên màn hình thì thầy đã tóm tắt toàn bộ những cái nội dung chính của phần thứ hai là các mạch điện xoáy chiều. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số cái bài tập để củng cố cái phần thứ hai này. Câu số 8.
Pháp biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoáy chiêu trị chữa tụ điện? Câu A, cường độ dòng điện quá tụ cùng phá với điện áp hai đầu tụ. Cường độ dòng điện quá tụ sớm phá pi trên 2 so với điện áp hai đầu tụ. Cường độ dòng điện quá tụ trễ phá pi trên 2 so với điện áp hai đầu tụ. Và điện áp hai đầu tụ thì sớm phá pi trên 2 so với cường độ dòng điện quá tụ. Thì như vậy câu này là các em chỉ cần nắm cho thầy cái giác đồ. Nếu tròn trục ý làm chuẩn thì UC bây giờ sẽ là trục xuống dưới. Như vậy là UC sẽ trễ phá hơn y. Một góc là pi trên 2. Hãy nói cách khác là ý sớm phá pi trên 2 so với UC. Như vậy đáp án của câu này sẽ là câu B. Câu 9. Khi tần số dòng điện xoáy chiêu chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuồng cảm thuần giảm 2 lần thì cảm kháng của cuồng dây tăng 2 lần, giảm 2 lần, tăng 4 lần, giảm 4 lần. Như vậy đối với câu này thì các em cần nắm cho thầy công thức tính cảm kháng là ZL bằng omega L bằng 2πfL. Như vậy ZL tỷ lệ thuần với tần số F. Và khi mà F này giảm 2 lần thì ZL sẽ giảm 2 lần. Vậy đáp án của ta sẽ là câu B. Câu 10. Đặt điện áp xoáy chiêu U bằng U không cột omega T vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Ngoài U lớn là điện áp hiệu dùng giữa hai đầu đoạn mạch, Y nhỏ, Y không và Y hoa lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dùng của cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây là sai? Câu A, U chia U không trừ Y chia Y không bằng 0. U chia U không cộng Y chia Y không bằng căn 2. U tức thời chia U không trừ Y tức thời chia Y không bằng 0. Và U chia U không tất cả bình cộng Y chia Y không tất cả bình bằng 1. Như vậy đấy là một cái bài toán mà nó yêu cầu là chúng ta phải chọn cái hệ thức sai. Và ở đây các em thấy là nó có đưa vào tất cả các cái dạng công thức. Thì bây giờ thầy cùng các em phân tích cả cái đáp án A, B, C, D. Đầu tiên là đáp án A. Các em thấy được rằng U hiệu dùng mà chia U không thì sẽ bằng 1 trên căn 2. Và tương tự như vậy, Y hiệu dùng chia Y không cũng bằng 1 trên căn 2. Như vậy 1 chia căn 2 trừ 1 chia căn 2 là bằng 0. Như vậy công thức ở câu A là đúng. Câu B là U chia U không cộng Y chia Y không. Thì như ta biết rồi, U hiệu dùng mà chia U không là 1 trên căn 2. Y hiệu dùng chia Y không là 1 trên căn 2. Như vậy sẽ ra được là 2 chia căn 2, tức là bằng căn 2. Như vậy câu B cũng là một cái công thức đúng. Câu C, U tức thời chia U không. Nếu các em nhìn vào biểu thức thì U tức thời chia U không sẽ ra cái hàm cốt. Và rõ ràng Y tức thời mà chia Y không, Y không thì cũng sẽ ra cái hàm cốt. Nhưng mà đấy là đoạn mạch chứa điện trở thuần thì nó sẽ cùng phá nhau, tức là hai cái hàm cốt này là sẽ giống nhau. Chính vì vậy là U tức thời chia U không trừ Y tức thời chia Y không, tức là lấy hai hàm cốt này trừ nhau thì nó sẽ bằng 0. Như vậy câu C là cũng là một cái công thức đúng. Và câu D là sai. Vì sao lại sai? Vì đối với công thức ở câu D chỉ được sử dụng khi các đại lượng này là các đại lượng vuông pha. Nhưng mà đối với đoạn mạch chữa điện trở thuần R thì ta không thể dùng cái công thức này, vì UR và Y là cùng phá nhau. Nên ở đấy câu sai sẽ là câu D. Câu số 11. Đặt điện áp xoáy chiều U bằng U0 cốt 2 omega T vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện, có điện dung C. Cường độ dòng điện hiệu dùng chạy trong mạch bằng, ta có 4 đáp án A, B, C, D như trên màn hình. Đối với bài toán này thì các em lưu ý đó là trong biểu thức
chúng ta cần đề phòng ở trong này là 2 omega T. Thường biểu thức mẫu của ta sẽ là cột omega T, nhưng trong đề lại cho thành cột của 2 omega T. Như vậy ở đấy khi mà tính cái điện dung của tụ điện thì ta phải lưu ý ở chỗ này. Và đề đại học của Bộ đã từng đã bày ở chúng ta là ở cái chỗ này. Và bây giờ ta có ý hiệu dụng là bằng U không chia căn 2 là ra U hiệu dụng và chia cho ZC. U không chia căn 2, ZC bây giờ là bằng 1 trên 2 omega C. Nguyên nhân vì sao lại là 2 omega C? Vì trong biểu thức đề cho ở đây, trước cái T là 2 omega. Và chỉ cần chuyển bế hay là ở chia ở đằng dưới, các em đưa lên trên tử thì rút gọn các em sẽ ra được là căn 2 U0 omega C. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu D. Bài này thì tương đối đơn giản, nhưng các em lưu ý là cái 2 omega giúp thầy. Câu số 12. Một đoạn mạch xoáy chiêu chỉ chứa cuồng cảm thuần có độ từ cảm L bằng 2 chia pi Henry. Đặt điện áp xoáy chiêu U bằng 200 căn 2 cột 100 pi T cộng pi trên 6 vào hai đầu đoạn mạch. Cường độ dòng điện chạy trong mạch có biểu thức A y bằng căn 2 cột 100 pi T trừ pi trên 3. Căn 2 cột 100 pi T cộng 2 pi trên 3. Câu C, 2 căn 2 cột 100 pi T trừ pi trên 3. Và câu D, 2 căn 2 cột 100 pi T cộng 2 pi trên 3. Thì đối với câu này là D cho biểu thức của U, bắt ta viết biểu thức của Y. Thì để làm được bài này, đầu tiên chúng ta sẽ tính ZL. ZL cấm thức tính là omega L. Và như vậy ta thấy nó bằng 100 pi nhân 2 chia pi thì được 200 ohm. Và khi có ZL rồi thì ta sẽ xác định giá trị Y0 là bằng U0 mà chia cho ZL, tức là 200 căn 2 chia 200 là bằng căn 2 ampere. Đồng thời đối với đoạn mạch chỉ chứa cuồng cảm thuần L thì Y trễ phá hướng U một góc là pi trên 2. Như vậy ta lấy phá U, ta trừ cho pi trên 2 là ta sẽ ra được phá Y. Phá U là pi trên 6 trừ cho pi trên 2 sẽ ra là trừ pi trên 3. Như vậy từ đây ta viết được biểu thức của Y là bằng căn 2 cột 100 pi T trừ pi trên 3. Và như vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu A. Câu 13. Cho đoạn mạch xoáy chiêu chỉ chứa tụ điện, tại thời điểm T1, điện áp hai đầu tụ, cường độ dòng điện trong mạch có giá trị lần lượt là 25V và 0,3 ampere. Đến thời điểm T2, các giá trị này lần lượt là 15V và 0,5 ampere. Dung kháng của tụ điện có giá trị là bao nhiêu? 30 ohm, 50 ohm, 40 ohm và 100 ohm. Như vậy đối với cái bài toán này thì các em cũng thấy được rằng là người ta cho giá trị tức thời của điện áp U và cường độ dòng điện Y. Như vậy cho giá trị tức thời thì ta hướng ngay đến công thức độc lập. Tuy nhiên ở đây là giá trị tức thời tại hai thời điểm là T1 và T2, thì ta sẽ vận dụng cái công thức độc lập này cho tại cả hai thời điểm. Và bây giờ chúng ta cùng giải. Đầu tiên là tại thời điểm T1 là U1 tức thời chia U0 tất cả bình cộng Y1 tức thời chia Y0 tất cả bình bằng 1. Và các em chỉ cần thấy giá trị của U1 và Y1 vào thì ta sẽ ra được cái phương trình đầu tiên. Tuy nhiên ở đây để cho gọn thì U0 thầy có thể phân tích thành Y0 mà nhân cho ZC. Và ở bên này ta thấy có Y0 bình phương. Y0 bình phương thì ta hoàn toàn có thể chuyển cái Y0 bình phương lên về bên này. Vậy hoàn toàn ta được rằng Y0 bình là sẽ bằng 25 chia ZC tất cả bình cộng 0,3 bình, là ta được phương trình thứ nhất. Và hoàn toàn tương tự cho thời điểm T2 là U2 chia U0 tất cả bình
cộng y 2 chia y không tất cả bình bằng 1. Và ta thay vào thì ta được phương trình thứ hai. Thì trong cái kỹ thuật mà giải cái phương trình này thì thầy chỉ hướng dẫn thêm các em, đó là cái kỹ thuật tách u không là bằng y không nhân zc, để ta có cái thừa số chúng ở đây là y không bình phương, là ta chuyển để lên. Như vậy cái kỹ thuật mà giải hệ phương trình này là ta chuyển từ u không theo y không, là ta sẽ rút ra được y không bình. Và rõ ràng phương trình 1 bằng y không bình, phương trình 2 cũng bằng y không bình. Như vậy là có thể cho hai phương trình này là cái vế phải của hai phương trình này là bằng nhau. Như vậy ta có thể suy ra 25 chia giải c tất cả bình cộng 0,3 bình bằng 15 chia giải c tất cả bình cộng 0,5 bình. Và phương trình này bây giờ thì chỉ còn lại duy nhất một ẩn là giải c. Thì các em có thể sử dụng máy tính cầm tay để tìm được cái ẩn giải c này là 50 ohm. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu B. Vậy thầy lưu ý đối với câu 13 này là cái kỹ thuật để các em mà giải cái hệ phương trình của công thức độc lập tại hai thời điểm là T1 và T2, là cái kỹ thuật giải cái hệ phương trình này. Và câu cuối cùng của buổi học ngày hôm nay là đặt điện áp xoáy chiêu có tần số F vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuồng cảm thuần, có độ tự cảm L là bằng 1 chia 20 pi Henry. Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc điện áp tức thời theo cường độ dòng điện tức thời. Tần số F là 500Hz, 250Hz, 50Hz và 60Hz. Thì đối với kiểu bài toán này, các em lưu ý là các đại lượng mà vuông phá nhau thì đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa chúng sẽ là elip. Ví dụ UL và Y. Hay ở chương trước ta có thể có đồ thị của X và V, hay là A và V. Thì nếu biểu diễn cả cái đại lượng này, mối quan hệ cả đại lượng này thì đồ thị thu được sẽ là elip. Và ta xử lý cái đồ thị này như sau. Các em nhìn vào đồ thị thì các em sẽ thấy được rằng ở trên trục U, giá trị U lớn nhất bây giờ là 10V, giá trị Y lớn nhất bây giờ là 2A. Như vậy từ đồ thị này ta sẽ thu được là Y0 bằng 2A và U0 thì bằng 10V. Và từ đó ta rút ra được ZL thì bằng U0 chia Y0 bằng 5 ohm. Mà ZL thì lại bằng 2πfL. Như vậy là ZL bằng 2πfL bằng 5 ohm. Vậy từ đấy ta thấy giá trị L bằng 1 trên 20 pi Henry vào biểu thức này, thì ta hoàn toàn tính ra được F là bằng 50Hz. Như vậy đấy là cái đáp án của câu này sẽ là câu C. Và đấy là cái bài tập cuối cùng trong cái buổi học ngày hôm nay mà thầy truyền tải đến các em. Rất cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.